a comenzar, ¿eh? Ah, vamos. Sí, sí. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Pascua. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Hồng Kaka Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Đấy, như hôm qua đây là bác trưởng thôn và cô giáo và cũng như là anh Michael mọi người cũng đến nhà là có lời mời. Đấy là đi hôm nay là đi ăn tiệc ở trong bản. Thì mọi người cũng biết là đi hôm nay là ngày ăn tiệc gì rồi, là ngày thành lập bản, ngày kỷ niệm 160 năm ngày thành lập bản. Đấy là hôm nay là đấy mình bắn xóa đi thôi, còn anh Thanh và em bà ta đấy thì hôm nay là ruộng lúa mới cậy đấy, là cũng là tranh thủ đi ra ngoài kia để xem một tí mọi người. Đấy chứ mới cậy cũng là phải nhìn hàng chăm sóc hàng ngày thì gọi là mình đi ra thăm xem thế nào mọi người. Đấy còn bây giờ là đi vào bản ở trong của bác trưởng thôn 80 tuổi ấy. Đấy, nói 80 tuổi là lúc mình mới vào thôi, còn bây giờ là đã 82 rồi, chuẩn bị bước sang là 83 tuổi mọi người. Là hôm nay là tổ chức tiệc thì mời rồi, thì mình cũng là có mua một ít quà, 6 xe thì quà thì chủ yếu là lương thực thôi mọi người. Đấy, dầu gạo, dầu ăn mì ý, gạo rồi là cá rồi là đùi gà. Gà em mua đi ăn tiệc nhưng mà cũng đưa đến một ít gọi là để gom góp thêm cho mọi người. Nói chung ở người dân bản cũng đã gom góp đủ rồi, nhưng mà cũng là gom góp nhiều thứ, nhưng mà mình nghĩ là tiệc tùng thì sẽ là thêm một tí đồ ăn thì nó sẽ vui hơn, ăn được ăn no hơn, cũng như là các em nhỏ đấy, các cháu bé là người già gửi mua thêm đồ ăn thì không sợ thừa đâu mọi người. Là cửa mua thoải mái đấy, vừa vào đến đây thôi. Đấy, thấy là đang nghiêm đó. Không biết là cha sư đã đến làm lễ chưa. Đấy, mọi người đang ngồi đấy. Ơ chà. Đấy. Gió đi xuống đấy, xe đi xuống. Đẹp thế, hôm nay ai cũng đẹp. Vào đến nơi là mọi người đấy, làm rất là đẹp bên này. Bon dia familia. Đấy, cô giáo hôm nay đây, cô giáo. Ê, professor hoje bonita. Nào, tudo bonita, bonito assim, ya? A festa já vai para aí? O padre de nós chegou. Aí. Đấy, mọi người đã chuẩn bị bên này đấy rồi. Ở đây cho chuẩn bị đấy mọi người. Đấy, đưa ra ngoài này để làm lễ. Bây giờ là chờ trả sự đến đây, bác trưởng thôn đi ngồi đấy rồi. Vậy. Dạ. Dạ. Xin xin. Dạ. Ở bên đây. Dạ. Đúng gì? Xin. Dạ. À, dạ, reparación ahora solo espera el padre. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Para ele vai chegar a que hora?
10 giờ đó. Sí. Ừ. Đấy, thôi để bà. Ya, yeah, otro se comida para todo ahí, ya. Yeah? Yeah. Đấy, đồ ăn để mọi người. Em sẽ kìa. À. Đấy, đồ ăn bên này mọi người. Ya, yeah, ven, vonti. Rồi. Đây ơi, đây. Đấy, bên này là chỗ nấu ăn mọi người, nấu ăn người dân này, nấu ăn ở đấy. Đấy, nấu ăn thì mình mua thêm vào như thế cho mọi người thôi, còn đấy là mọi người dân bạn cũng đã chuẩn bị, nói chung là đầy đủ cho bữa tiệc rồi. Còn đấy là mình mua thêm đấy, đây, góp vào, góp gạo thổi cơm chung. Nói chung là mua thêm đấy, một bao gạo 25kg rồi là 4 thùng mì ý rồi, dầu ăn rồi là có cá, đấy, đấy mua mấy thùng cá nữa. Nói chung là góp thêm nó còn ở đấy là mọi người đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Ya, ese vamos cocinar todo va a comer hoy, ¿no? Que bate aquí. Tá, toca, toca un poco. Chơi nhạc cụ đấy mọi người, nghe cũng rất là hay. Đến đây aprende mucho, né? Mình không đấy rồi. Yeah, go. Aquí no gusta. Mà tên là aprende. Aprende.
contigo. Bate mais você, bate. Não consigo. Aquí tú duro, voy a cantar. Ahí. Đấy, con có cả loa máy đấy nè mọi người. Música, vamos a danzar. Đấy, con có đấy, đi thuê quả loa máy về lắm mọi người. Đấy, bây giờ đời sống người dân là khác rồi đấy, chứ không phải như xưa đâu. Như ngày xưa là mình phải đi thuê cho mọi người. Còn bây giờ đấy là người dân là tự đi thuê thôi. Đấy, có cả máy phát điện này, đầy đủ luôn. Đấy, chứ chả xử để mà lâu quá. Đấy, đến giờ chứ thầy, chả chắc là đang bần gì đấy ở nhà thờ lớn. Hôm nay là cái này là chắc là ăn chơi nhảy múa đến đêm, thâu đêm tuột sàng. Đấy, bây giờ là cha sử dụng anh thơ lớn đi vào đây rồi mọi người. Đấy, người dẫn ra chào đón đấy. Đấy, mình thì đứng đây thôi. Đấy. Já faz tempo. Sim, há muito tempo, né? Ah. Para estar tudo bem, né? Ah, sim. E você? Está tudo. Ah. Obrigado, sim. Bom. Yeah. Já faz tempo, ano passado que estávamos aqui, não sim, é? Sim. Ah. Yeah. Hoje eu fui outro hora de trabalho. Ah, sim, mas agora está a trabalhar onde? Lá no Luz. Ah, no Luz. Ah, é? Está a construir? Não, muita coisa lá. Ah, ok. Sim. Ok. Yeah. Agora vamos começar, né? Ah, vamos. Sim. Bây giờ là trả sử đi vào bắt đầu làm lễ mọi người.
Vous habitez à Paris?